nhà nghèo, bố mất sớm. Hai mẹ con em Phạm Mai Trinh, lớp 12C2, trường Trung học Phổ thông Trường Trinh, huyện Đắk Rơ Lấp, đang ở nhờ nhà người quen. Hàng ngày Trinh dậy từ 3 giờ sáng để cùng mẹ đi cạo, đánh đông mủ cao su, rồi mới về đi học. Sau giờ học, Trinh lại phụ mẹ làm việc nhà và chăm sóc đàn dê. Vất vả là vậy, nhưng mỗi ngày đến trường, Trinh luôn nỗ lực và duy trì kết quả cao trong học tập. Vì vậy, suất học bổng vì tương lai Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, giúp em trang trải chi phí sách, vở, đồ dùng học tập, cố gắng học tập thật tốt ở năm học cuối cấp. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, điều kiện thì không tốt mà nhận được học bổng này tuy là nó không cao nhưng mà em cũng thấy rất là ấm áp. Ấm áp tâm lòng và nó là một niềm hy vọng để em tiến tới tương lai sau này hơn nữa. Em Huỳnh Lương Minh Thư, học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Minh, cũng có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn, mẹ bị trầm cảm nặng. Từ nhỏ, Minh Thư trở thành trụ cột gia đình, vừa chăm sóc cho mẹ, lo cho em trai. Minh Thư chia sẻ, suất học bổng nhận được dù không nhiều, nhưng những hoàn cảnh được chia sẻ từ chương trình đã truyền động lực giúp em cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Em cảm nhận được là nó sẽ không giúp được gì nhiều cho em, nhưng mà nó sẽ cho em những sự cố gắng hơn nữa. Và mình cũng nên học nhiều hơn để trau dồi nhiều kiến thức hơn. 40 em học sinh trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng vì tương lai Việt Nam, tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng có điểm chung là giàu ước mơ, nghị lực vượt khó để đến trường. Những suất học bổng không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, cổ vũ động viên các bạn học sinh trong hành trình thực hiện ước mơ. Tại buổi trao học bổng, ấn phẩm Mực Tím còn tổ chức chuỗi chương trình giao lưu với mục đích truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho các em học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Nhưng mà chúng tôi hy vọng đó là một cái món quà để khích lệ sự cố gắng của các em. Hy vọng rằng là với sự khích lệ đó thì các em tiếp tục vững bước trên cái con đường học tập của mình, vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống để gặt hái được những thành công khác. Từ năm 2013 đến nay, Quỹ học bổng vì tương lai Việt Nam với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã trao 4.905 suất học bổng, tổng trị giá gần 11 tỷ đồng cho học sinh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố. Năm 2023, Quỹ học bổng vì tương lai Việt Nam tiếp tục trao tặng 335 suất cho học sinh vượt khó học tốt ở 9 tỉnh, trong đó có Đắk Nông với 40 suất. Mỗi suất học bổng được trao trị giá 3 triệu đồng. Chương trình đã góp phần chung tay giúp đỡ cho nhiều học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện tiếp tục đến trường.